nên tôi cho là bản án này rất là nặng. Thứ nhất là không chỉ là nó nặng hơn cái mức đề nghị viện kiểm sát, tại vì viện kiểm sát họ chỉ đề nghị là từ 17 đến 18 năm tù thôi, nhưng mà tôi không hiểu sau đó thì tòa án cái mức án nặng hơn cả cái mức mà viện kiểm sát đề nghị. Mức án này là quá nặng. Tôi tin rằng họ có một cái ảnh, có một cái điều ngụ ý trong cái hình phạt nặng này, có lẽ là họ muốn răn đe đối với những người mà đang tranh đấu có khá nhiều tình tiết rất là bất ngờ, mà nếu mà nói thông thường người ta có thể nói là vỡ trận đó. Cái vụ án này được mở ra là do có lời khai của ông Nguyễn Văn Hóa và một lời khai khác là của ông Nguyễn Đức Dũng, tức là Dũng Thi Hổ á. Thì hai người này á, họ đều có cái bản án riêng của họ rồi, thì người ta gọi họ là bị án. Nhưng mà đối với cái vụ án mà hôm nay xét xử ông Lượng á, thì họ xuất hiện ra tòa với tư cách là nhân chứng để củng cố cho cái quan điểm truy tố của viện kiểm sát. Nhưng mà đều rất là bất ngờ khi ra tòa, mặc dù cả hai đều là cách ly, nhưng mà khi ra tòa thì họ đều khai, họ phản cung. Họ đều cho rằng tất cả những lời khai trước đây của họ mà đổ tội cho ông Lê Đình Lượng là đều không đúng là sự thật. Mà họ khai là trong hoàn cảnh họ bị bắt cóc, bị dựng nhục hình, bị bức cung, ép cung. Do đó là họ không thừa nhận cái lời khai trước đây nữa. Cái điều đó là điều hết sức là bất ngờ, trong khi đây là hai nhân chứng chính của vụ án. Thế thì do đó sau đó thì hai người này tiếp tục bị cách ly, bị đưa ra ngoài. Đến phần các luật sư, tức là phần chúng tôi cùng tham gia xét hỏi, thì chúng tôi yêu cầu đưa hai người này trở lại để vào để chúng tôi xét hỏi thêm. Thì điều rất hết sức là khôi hài là một công an dẫn giải xuất hiện, và người này nói là ông Nguyễn Văn Hóa bị viêm họng, và người thứ hai là ông Nguyễn Đức Dũng thì bị đau bụng. Do đó hai người này không còn đủ sức khỏe để mà vào làm việc nữa. Điều hết sức là khôi hài. Nhưng mà chúng tôi là kiên quyết là yêu cầu hội đồng xét xử là cho họ để tự mình xuất hiện tại tòa, để thứ nhất để là xác nhận là có đúng là họ là có đang ở trong tình trạng là không thể làm việc hay không. Cái thứ hai là ít nhất là phải có một bác sĩ hay là một người đó phụ trách về y tế để mà xác định việc này, chứ không thể nào là một công an chạy vào nói cái chuyện cái sơ như vậy được. Nhất là trong cái bối cảnh là họ có cái lời khai gần như họ bản không, họ không thừa nhận cái điều gì tại tòa cả. Nhưng mà cuối cùng là tòa vẫn chấp nhận cái chuyện đó, là không yêu cầu họ xuất hiện tại tòa nữa. Cái điều này là điều rất là khôi hài. Tôi rất tiếc là quyết định của hội đồng xét xử ngày hôm nay nó đã không bảo đảm theo được hai cái nguyên tắc. Thứ nhất là về nguyên tắc là cải cách tư pháp, thì yêu cầu là tất cả mọi cái phán quyết của tòa phải dựa vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, thì điều này không được bảo đảm. Cái thứ hai là tất cả những chứng cứ trong hồ sơ đều phải được thẩm định tại tòa, và khi được thẩm định tại tòa rồi thì nó phải được làm cơ sở để giải quyết vụ án, thì cả hai điều này đều không được tòa án tỉnh Nghệ An bảo đảm. Thì đó là hai điều rất là đáng tiếc.